khách sạn Angel Palace đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2012. Đạt tiêu chuẩn 3 sao, hiện có 43 nhân viên. Khách sạn cao 10 tầng với 36 phòng lưu trú, một nhà hàng, một phòng massage, một phòng cung cấp thông tin tour du lịch kết hợp với bán đồ lưu niệm. Khu vực tiêu thụ nhiều năng lượng nhất là phòng khách, sau đó đến khu vực nhà hàng, sảnh thang máy và các khu vực khác. Chi phí điện năng một tháng khoảng 30 triệu đồng, chi phí nước từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhận biết rõ tình trạng thiếu năng lượng, giá năng lượng sẽ ngày càng tăng và tiết kiệm nước sẽ giúp tiết kiệm điện, nên ngay từ khi bắt đầu xây dựng khách sạn, ban giám đốc và các cán bộ kỹ thuật đã đưa vào lắp đặt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, nước cho khách sạn nhằm cắt giảm chi phí đầu vào, đảm bảo cạnh tranh về giá với các khách sạn khác. Phòng kỹ thuật của khách sạn được thành lập từ tháng 12 năm 2011 với 3 nhân viên. Ngoài việc chịu trách nhiệm về kỹ thuật, còn có nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn cho chủ đầu tư, ban giám đốc các giải pháp tiết kiệm năng lượng và nước. Trong quá trình thi công cũng như xây dựng thì bên phía bộ phận kỹ thuật cũng có tư vấn cho chủ đầu tư cũng như ban giám đốc khách sạn sử dụng các cái phương pháp cũng như các cái thiết bị tiết kiệm điện, nước và năng lượng. Qua đó chúng tôi cũng giảm thiểu được cái chi phí cũng như vẫn đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ của khách sạn. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng mà hiện nay khách sạn đang áp dụng bao gồm giải pháp cho hệ thống chiếu sáng, trừ một số bóng đèn dùng cho mục đích trang trí. Hiện nay khách sạn đang sử dụng 800 đến 900 bóng đèn compact tiết kiệm điện cho mục đích chiếu sáng ở sảnh, hành lang, nhà hàng, phòng ở và các khu vực công cộng. Sử dụng 10.000 mét đèn chiếu sáng ở tường và sử dụng đèn LED treo biển exit, vừa tiết kiệm năng lượng cho các khu vực cần chiếu sáng nhiều liên tục, vừa mang tính thẩm mỹ cao. Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin có phần mềm điều khiển đóng cắt điện tích hợp biến tần, tiết kiệm điện, có thể điều khiển hệ thống điều hòa từng phòng tại quầy lễ tân. Toàn bộ các phòng của khách sạn đều sử dụng khóa cửa thông minh bằng thẻ từ, giúp kiểm soát hao phí năng lượng khi không có người sử dụng. Thẻ khóa từ được nối với hệ thống điện của phòng sẽ tự động ngắt điện khi khách rút thẻ ra khỏi ổ cắm để ra khỏi phòng nghỉ. Hệ thống thang máy trọng tải 680 kg tích hợp sẵn biến tần có khả năng giảm tối đa 15% điện tiêu thụ so với hệ thống thông thường. Đặc biệt, để tiết kiệm nước mà vẫn mang lại sự tiện nghi thoải mái nhất cho khách hàng, khách sạn Angel Palace đã lắp đặt vòi chậu tiết kiệm nước của Grohe cho tất cả các phòng. Sản phẩm vòi chậu Grohe có tích hợp lưới lọc nước Neopro. Ngoài tính năng tiết kiệm từ 40 đến 60% lượng nước, tương đương dưới mức tối thiểu 6 lít một phút, còn có ưu điểm về kiểu dáng thời trang, công nghệ đột phá lõi bằng ceramic, không làm rò rỉ nước như các vòi chậu dùng gioăng, góc nghiêng của tay gạt được thiết kế 7 độ phù hợp cho tư thế đứng, mang lại sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Theo tính toán sơ bộ, nếu công suất phòng đạt 80%, thì sản phẩm này giúp khách sạn tiết kiệm được 18 triệu tiền nước và 58 triệu tiền điện cho việc đun nóng nước trong một năm. Lưới lọc nước Neopro sử dụng công nghệ tích hợp đầu lọc điều chỉnh dòng với cấu tạo bởi một vòng tròn chữ O, tạo ra một dòng chảy đều mà không phụ thuộc vào sự biến động của áp lực nước. Khi không có dòng chảy hoặc áp lực nước thấp, gioăng đàn hồi ở trạng thái bình thường. Khi có dòng chảy dưới tác động của áp lực dòng nước, gioăng đàn hồi bị nén xuống khiến khe nước chảy nhỏ lại. Khi áp lực nước tăng lên thì gioăng đàn hồi sẽ bị nén thêm và khe nước chảy sẽ càng khít hơn. Khi áp lực nước giảm, gioăng đàn hồi quay về trạng thái cân bằng và khe nước chảy mở rộng ra. Sản phẩm Sentai Grohe được thiết kế âm tường, đơn giản và tiết kiệm diện tích. Sản phẩm có ưu điểm, cặn sẽ đi thẳng ra ngoài, đọng lại ở những đầu silicone có tuổi thọ cao, giúp cho việc vệ sinh dễ dàng không gây tắc. Bên cạnh đó còn được các khách sạn ven biển ưa thích do độ chịu mặn của sản phẩm rất cao. Sentai có 3 chức năng. Trong này có một máy chia lại nước để làm cho cái tia nước thẳng, mềm và mịn, kết hợp với bọt khí làm cho cái tia nước bắn vào da của khách không bị đau rát như những cái sản phẩm khác và tiết kiệm nước từ 40 đến 60% so với sản phẩm cùng loại. Theo kinh nghiệm của tôi thì là đã làm qua một vài khách sạn thì là sản phẩm Grohe là một sản phẩm tiết kiệm nước hơn hẳn so với các cái sản phẩm cùng loại. Nó giúp cho khách sạn có thể giảm thiểu đến 50% giá trị nước sử dụng.
Ngoài các giải pháp trên, khách sạn còn thực hiện các giải pháp quản lý để tăng cường tiết kiệm điện và nước, như bộ phận lễ tân ngoài việc giám sát hệ thống điều hòa và bình nóng lạnh với công tắc được đặt tại quầy, còn có nhiệm vụ kiểm tra hệ thống này mỗi tiếng một lần để đảm bảo không bị lãng phí điện năng. Khách sạn cũng đưa ra một số quy định để tiết kiệm năng lượng như chỉ bật công tắc trước khi khách đến 15 phút. Nếu khách check-in tại quầy thì bật khi khách đến, tắt hệ thống điện khi khách ra ngoài và bật lại khi thấy khách về. Việc đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng và nước ở trên đã giúp khách sạn Angel Palace cắt giảm được chi phí đầu vào mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang nghiên cứu đề xuất với ban giám đốc đầu tư thêm một số giải pháp tiết kiệm năng lượng để giúp khách sạn cắt giảm được tối đa chi phí năng lượng. Hiện tại, khách sạn chúng tôi đang còn lại khoảng 10-20% các loại bóng đèn sợi đốt. Thì chúng tôi cũng đang đề xuất với ban giám đốc và phía chủ đầu tư thay toàn bộ các bóng sợi đốt thành những bóng đèn LED để cho vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí mà cũng như thân thiện với môi trường hơn. Bộ phận kỹ thuật chúng tôi cũng đang lưu ý đến một vài các cái sản phẩm như là hip bum để đầu tư cho khách sạn để giảm thiểu các cái nguồn tiêu thụ điện năng cũng như tiêu thụ điện. Hưởng ứng chương trình dán nhãn sinh thái bông sen cho các cơ sở lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch, chúng tôi hy vọng rằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nước của khách sạn Angel Palace Hà Nội sẽ là một gợi ý hợp lý cho các khách sạn để hướng tới mô hình khách sạn xanh thân thiện với môi trường, sử dụng tối thiểu năng lượng và nước mà vẫn tối đa hóa được sự tiện nghi cho khách hàng.